câu được thủy quái chấm đen 40kg cần thủ quyết không bán. Hôm qua ngày 16 tháng 6, anh Lê Khánh Hòa, 29 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An xác nhận nhóm thợ câu của anh vừa câu được con cá chấm đen nặng hơn 40kg. Theo cần thủ nổi tiếng trên mạng xã hội này, thì đây là thành quả của cả nhóm sau 3 năm miệt mài, kiên trì săn thủy quái ở đập Khe Là, xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Trước đó, sau 6 ngày cắm cần câu tại đập Khe Là, nhóm của anh không bắt được con cá nào. Đến tối ngày 15 tháng 6, anh Hòa câu được con cá chấm đen khủng. Anh chia sẻ, khi thấy con cá to, chúng tôi rất bất ngờ, tim đập chân run. Con cá này lớn, phải 4 người hợp sức mới đưa lên bờ. Cùng tối hôm đó, nhóm của anh đã câu được một con cá chấm đen khác nhỏ hơn, nặng khoảng 29kg. Biết tin anh Hòa câu được con cá chấm đen khủng, nhiều người tìm đến hỏi mua nhưng anh Hòa quyết định không bán. Cần thủ này cho biết con cá này sẽ được để lại cấp đông và bảo tồn bởi anh đi câu là để thỏa mãn đam mê và thử thách bản thân. Lãnh đạo xã Phú Sơn cho biết đã nắm được thông tin anh Hòa câu được con cá chấm đen nặng 40kg trên đập Khe Là. Cách đây vài năm, thợ câu cũng câu được cá nặng 20-30kg ở đập, nhưng cá nặng 40kg thì đúng là to nhất từ trước tới nay ở đập thủy lợi này.